2 năm nay, thế giới đang đối diện với bao biến động về sức khỏe, kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Tại Việt Nam, số người bị lây nhiễm ngày càng tăng, kèm theo đó là số người tử vong cũng tăng. Tuy nhiên, đại dịch không làm lòng người nản chí. Đại dịch là một thử thách về ý chí, nghị lực kiên cường của dân tộc Việt Nam. Trận chiến chống đại dịch COVID-19 của nước ta đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của dư luận quốc tế. Bởi vì chúng ta có niềm tin chiến thắng, chúng ta có sức mạnh đồng lòng. Tại huyện Vũng Liêm, nơi giàu truyền thống cách mạng hào hùng, quê hương cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, hào khí Nam Kỳ vẫn sáng mãi khi đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch. Mặc dù địa phương chuyển sang cái trạng thái phòng chống dịch bệnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, cái số ca mắc thì tăng. Qua đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan thì chúng ta đã đánh giá kỹ và đều có. Mà cái nguyên nhân chủ quan ở đây thì tôi đề nghị các đồng chí ở các ban chỉ đạo của huyện và các ban chỉ đạo của xã, qua cái cuộc họp hôm nay chúng ta rút ra kinh nghiệm để chúng ta thực hiện cho tốt hơn trong cái thời gian tới. Quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thì trong 2 năm qua với sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp về phòng chống dịch, cụ thể là phát động cái và kêu gọi toàn dân của huyện tham gia cái công tác phòng chống dịch qua cái phong trào phòng chống dịch đó. Phải nói rằng có sự vào cuộc của quần chúng nhân dân, ngoài cái lực lượng tuyến đầu là công an, quân sự, y tế, đội ngũ cán bộ công chức của từ huyện đến cơ sở đã chung sức, chung lòng, đoàn kết vào cuộc với cái vai trò trách nhiệm cao nhất. Qua cái thực tế là thực hiện các cái phương án phòng chống dịch thì đã xuất hiện là hàng trăm cái tấm gương tiêu biểu, đội ngũ là tuyến đầu phòng chống dịch, thì nhiều đồng chí cũng đã là bị lây nhiễm cái bệnh COVID-19. Tuy nhiên thì không phải vì là cái sự nguy hiểm cho bản thân, cá nhân và gia đình, mà cái sự hy sinh, cái quá trình chiến đấu đối với cái đại dịch này của mỗi cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đối với cái lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch mà dừng lại. Nhưng với những cái hy sinh đó, với những khó khăn đó, thì cái vai trò của mỗi cán bộ chiến sĩ và lực lượng tuyến đầu còn được phát huy lên. Còn cán bộ chiến sĩ là phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mình để thực hiện hoàn thành xuất sắc cái sứ mệnh cũng như trách nhiệm được nhân dân giao đối với là việc đẩy lùi cái dịch bệnh, là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong hành trình những ngày chống dịch, người dân huyện Vũng Liêm nói riêng và cả nước nói chung đã sống trong sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân với sự quyết liệt, quyết tâm của đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị, của sự chia sẻ, của tình yêu thương và nhân ái. Điều đặc biệt, chúng ta đã chứng kiến những nghĩa cử cao cả, đẹp đẽ, những đức hy sinh, những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng nhân ái tỏa sáng của đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc trên địa bàn. Họ không chỉ có trái tim nhân ái, nhân hậu, mà còn có trí tuệ thông minh, nghị lực kiên cường, sự chịu đựng bền bỉ, đặc biệt khi cuộc chiến chống dịch diễn ra rất gay go. Nhiều đồng chí đã nhiễm COVID-19, nhưng không vì vậy mà họ lùi bước. Sự quan tâm của đảng, nhà nước và sự ủng hộ của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực
để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì nghề nghiệp, vì bản thân, vì mọi người mình phải cố gắng để mà cùng chung tay phòng chống dịch như là chống giặc mình cũng phải cố gắng vậy đó. Hậu phương của mình đó là những người đồng nghiệp của mình, là những người bên địa phương, các ban ngành đoàn thể, rồi người thân, trong đó có người thân của mình nữa. Những con người ấy đã quên hiểm nguy để chữa bệnh cho đồng bào, đồng chí nhiễm bệnh. Nhất là trong giai đoạn đầu chống dịch bệnh, vaccine còn ít. Những con người ấy đã gác lại sự hạnh phúc riêng tư, gác lại cuộc sống bình yên để đi vào tâm dịch. Những con người ấy đã quên đi giấc ngủ, quên những bữa ăn, quên ngày, quên tháng, quên thứ bảy, chủ nhật, quên đi sự nóng nực của những bộ đồ bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, quên đi nỗi sợ hãi ám ảnh khi chứng kiến những phút giây sinh tử. Cố gắng thì trong đầu mình nghĩ thì cố gắng cứu bệnh nhân thôi, còn nhiều lúc trong quá trình làm có sơ suất gì mình cũng không đi tới, tại vì lúc mình mà mặc đồ bảo hộ mình nghĩ nó sẽ an toàn, nhưng mà lúc mà tiếp xúc với bệnh nhân rồi bệnh nhân siêu hấp là biết là thở oxy rồi truyền dịch làm đủ thứ. Trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh, rất nhiều lực lượng đã phải căng mình chạy đua với thời gian để chống dịch bệnh. Cùng với các chiến sĩ áo trắng ngành y tế, còn có các chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng ngày đêm trực chốt đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn nguồn lây. Đặc biệt lực lượng an ninh huyện Vũng Liêm cũng đã nỗ lực xác định mục tiêu khoanh vùng, dập dịch kịp thời để loại nguy cơ nhiễm ra khỏi cộng đồng. Riêng đối với chỗ mà lực lượng công an trong tuyến đầu chống dịch thì xác định là an toàn cho xã hội, cho gia đình là hàng đầu. Cho nên bản thân và các đồng chí đội nhiều khi cũng lắm lúc cũng nhớ nhà, nhớ vợ, thương con, nhưng cũng đã bỏ qua tất cả để mà hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. Cái ý chí vững vàng thì là cái nhiệm vụ bao giờ cũng thành công. Cho nên là lực lượng công an luôn vững vàng trong ý chí, không bao giờ hoang mang dao động trước cái tình hình dịch bệnh và sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. Các tổ công tác cộng đồng cũng khẩn trương tham gia điều tra truy vết. Công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc trong những điều kiện khó khăn, nguy hiểm, không kém những lực lượng tuyến đầu. Đội ngũ những người tình nguyện, những người hảo tâm, những tiểu thương đã ý thức chung tay, chia sẻ, hỗ trợ trong cuộc chiến gam go này. Nói chung là các em đã quá cực khổ rồi. Thì thôi mình nấu những bữa cơm cho đầy đủ dinh dưỡng cho các em ăn nhiều, các em có sức khỏe để lo cho bà con. Cái lúc anh cũng rất là sợ luôn, sợ lắm. Về vợ con mình chưa có mũi nào. Nhưng mà bây giờ mình cứ sợ vậy hoài thì cứ hàng ngày thấy các em nó nóng nực, nắng mưa như đã ở ngoài đường buổi sáng mình chịu không nổi. Thôi, mình cố gắng. Cái thứ nhất là bản thân em là người tình nguyện. Cái thứ hai là được gia đình em ủng hộ nữa. Xong rồi là có nhiều cái vấn đề mà mình cần phải phục vụ cho cái tổ quốc của mình. Nhớ nhà xong rồi em cũng gọi điện về hỏi thăm này kia, mẹ cũng an ủi, động viên em cố gắng ở lại. Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng. Và đặc biệt, hào khí Nam Kỳ, quê hương của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt lại càng trỗi dậy hơn bao giờ hết. Trong lúc hoạn nạn đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp, thấm đậm tình đồng chí, nghĩa đồng bào, chan chứa yêu thương, lay động lòng người. Những ATM gạo, chợ không đồng, suất ăn miễn phí, nhường cơm xẻ áo cho nhau trong lúc khó khăn, thiếu thốn, với giá trị phúc lợi trên 55 tỷ đồng. Vậy trên tinh thần từ bi của Đạo Phật thì Thầy cũng vận động tín đồ Phật tử thấy được cái nỗi khó khăn của bà con ở không những thành phố mà các nơi ở địa phương thì cũng vậy. Thầy vận động bà con để hỗ trợ cái phần khó khăn đó thì cũng không có nhiều, nhưng mà cái phần nhu yếu phẩm vật chất thầy vận động tập trung về đây chuyển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có kết hợp với ban huyện rồi cũng tổ chức nhiều chuyến lắm. Thì
ở trong chùa làm được thì khoảng trên 50 tấn hàng hóa, ngoài ra còn đồ khác nữa khoảng trên dưới 1 tỷ. Đó là một cái tình cảm của bà con hết sức là trân trọng. Nó không có nhiều nhưng mà nó thể hiện cái tình cảm rất là tốt, để cho biết rằng cái mất mát này rất là lớn, không thể bù đắp được, nhưng mà đổi lại cái tình cảm của địa phương á, tình cảm của những người mà có cái tâm mà hướng đến cái nạn dịch này đó. Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong và ngoài huyện cũng đã ủng hộ 2 tỷ 200 triệu đồng để mua vaccine tiêm miễn phí cho người dân. Từ đó, nhân dân dùng phong tỏa, các khu cách ly, giãn cách xã hội trong một thời gian dài đã khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, đồng lòng chung sức để phòng chống dịch. Tính đến đầu tháng 12, huyện tiếp tục nhận và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, mũi 1 đạt tỷ lệ 98,83% và mũi 2 đạt 80,18%. Tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 99,49%. Lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũng Liêm cũng đã dang rộng vòng tay đón hơn 1.700 người con Vũng Liêm đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh về địa phương khi tình hình dịch bệnh phức tạp. Chủ trương này không chỉ làm ấm lòng người trong cuộc mà còn nhận được sự cảm kích từ người thân của họ ở quê hương và sự đồng thuận của người dân huyện nhà. Để giữ vững thành quả chống dịch của huyện, 20 xã thị trấn trên địa bàn tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Khi tổ chức thực hiện xã thị trấn đã thật sự là pháo đài, mỗi địa phương có cách phòng chống dịch làm sao đảm bảo cuộc sống cho người dân. Hiện tốt một số cái nhiệm vụ như sau. Thì thứ nhất là tiếp tục phát huy tổ giám sát COVID cộng đồng, phát huy việc hộ gia đình giám sát với nhau khi cách ly F1 tại nhà. Thứ hai là tiếp tục là tuyên truyền là cho người dân biết về việc là tự phòng, tự quản, tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng. Thứ ba là đảm bảo công tác truy vết, test tách bóc F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly kịp thời. Thứ tư là theo dõi giám sát, nhắc nhở người dân cách ly thực hiện đúng các yêu cầu cách ly y tế tại nhà. Trong công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thường xuyên, là phải rà soát hoàn cảnh điều kiện của các cái hộ cách ly, nếu gặp khó khăn là phải hỗ trợ nhu yếu phẩm kịp thời để họ an tâm. Sức lan tỏa về lòng nhân ái mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ mãi sau này chúng ta vẫn không quên hình ảnh những túi quà, túi an sinh kịp thời trao cho nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Những hành động ý nghĩa đã mang lại kết quả vô cùng thiết thực, góp phần lớn trong việc hỗ trợ cuộc sống của người dân trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn như hiện nay. Chính những lúc hoạn nạn như thế này, tinh thần đoàn kết dân tộc càng vực dậy mạnh mẽ và bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là điều mà mỗi người dân Vũng Liêm, Vĩnh Long nói riêng, cộng đồng người Việt Nam nói chung có thể tự hào với bạn bè quốc tế về Việt Nam tử tế.